Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng liên tục trao bán các khoản nợ được thế chấp bằng các dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, Agribank đã trao bán nhiều khoản nợ thế chấp bằng các dự án du lịch nghỉ dưỡng lớn. Khoản nợ lớn nhất nhà băng trao bán đợt này có giá khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng của công ty cổ phần khách sạn bến du thuyền Marina Hotel. Chủ đầu tư dự án trung tâm bến du thuyền Hoàng gia Squid Touches là Luna Resort tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của doanh nghiệp này là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án trung tâm bến du thuyền Hoàng gia khu B tại khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Cụ thể, gồm các tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc khu B là căn hộ hình thành trong tương lai, bao gồm 690 căn hộ và sân vườn penthouse tầng 36. Công trình xây dựng hình thành trong tương lai bao gồm tầng hầm và 35 tầng kinh doanh thương mại. Cùng với khu B, khu A của dự án trung tâm bến du thuyền Hoàng gia với diện tích gần 6.000 m2 cũng đã bị Ngân hàng Công thương Vietinbank trao bán để thu hồi khoản nợ 540 tỷ đồng. Trung tâm bến du thuyền Hoàng gia bao gồm các khách sạn, hotel, resort nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng tại khu đất vàng của thành phố biển Nha Trang. Dự án này dự kiến bàn giao cho khách hàng từ cuối năm 2019 nhưng tới nay đã chậm tiến độ hơn 3 năm. Riêng khu A có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng. Ngoài khoản nợ nghìn tỷ của Marina Hotel, Agribank cũng đang siết nợ 7 doanh nghiệp với tổng dư nợ gần 500 tỷ đồng, được thế chấp bằng các bất động sản thuộc tổ hợp du lịch, giải trí tại Phú Quốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng này do chủ đầu tư là tập đoàn Tân Hoàng Minh khởi công từ cuối 2021 với tổng mức đầu tư 24.000 tỷ đồng, bao gồm tòa căn hộ khách sạn, hệ thống resort, hệ thống shophouse, biệt thự. Agribank cũng vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ 279 tỷ của công ty trách nhiệm hữu hạn Suối Cát tại chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Khoản nợ được đảm bảo bằng toàn bộ khu vui chơi giải trí Suối Cát, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết. Ba quyền sử dụng đất tại số 383 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, giá trị tài sản hình thành trong tương lai, khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích đất là 21.132 m2, bao gồm các công trình, tàu lượn cao tốc, vũ trường, bãi đậu xe, cổng bán vé, phao đụng, xe đụng, khu vườn cây ăn quả. Ngoài ra, tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai, khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích 6.570,5 m2, bao gồm các hạng mục, sân khấu ngoài trời có mái che và phần san lấp mặt bằng. Tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2, các hạng mục quảng trường trung tâm, khách sạn cùng với một số tài sản hình thành trong tương lai khác tại dự án này. Khu vui chơi giải trí Suối Cát là tổ hợp giải trí, nhà hàng, khách sạn với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư. Dự án này đã dừng hoạt động từ lâu và hiện cơ sở hạ tầng đã xuống cấp rất nhiều. Hồi tháng 7, Agribank chi nhánh Đông Gia Lai cũng đã thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là toàn bộ công trình xây dựng gồm khách sạn Tre Xanh, Tre Xanh Plaza, hầm đậu xe, cổng tường rào và các thiết bị đi kèm công trình xây dựng tại số 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo mô tả của Agribank, khách sạn này tọa lạc tại số 18 Lê Lai, nằm gần ngay các trung tâm hành chính và trung tâm thương mại của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cách sân bay Pleiku 5,5 km. Cụm khách sạn, nhà hàng Tre Xanh, Tre Xanh Plaza gồm hai khu thông nhau, khu A và khu B, với tổng diện tích sàn 14.339,41 m2. Hệ thống nhà hàng khách sạn cũng hiện hoạt động kinh doanh tốt. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích đất 2.733,57 m2. Một ngân hàng khác là Vietinbank vừa thông báo bán đấu giá lần thứ tư khoản nợ hơn 560 tỷ đồng của công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon để xử lý thu hồi nợ vay. Toàn bộ dư nợ của Descon tại Vietinbank được bảo đảm bằng 18 hợp đồng bảo đảm được ký trong giai đoạn 2015-2018. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Descon tại phường 10, thành phố Đà Lạt. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng khung về chuyển nhượng dự án Bridges ngày 20 tháng 9 2015 với công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền, 20 quyền sử dụng đất tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Giá khởi điểm toàn bộ khoản nợ là 265 tỷ đồng, giảm 62 tỷ đồng so với lần trao bán gần nhất tháng 7 2023. Trước đó, Vietinbank cũng trao bán gần 60 khách sạn bất động sản khác nhau, phân khúc phổ biến là các khách sạn 3-4 sao, homestay và biệt thự tại Hội An, Quảng Nam với giá bán từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng. Ngoài ra, nhà băng này cũng siết nợ hàng loạt khách sạn 4-5 sao, homestay, biệt thự tại các thành phố du lịch khác như Đà Nẵng, Nha Trang. Đơn cử tại Đà Nẵng, có một khách sạn 5 sao xây dựng trên diện tích hơn 1.200 m2, quy mô 236 phòng, được Vietinbank chào bán với giá 600 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng lớn lao đao trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng ế khách. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu dư thừa.
Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cho thấy thực trạng kinh doanh và tình hình sức khỏe tài chính của nhiều doanh nghiệp có khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam khá bi đát trong bối cảnh sức cầu nền kinh tế thấp và chi phí tài chính cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn khu du lịch Vịnh Thiên Đường Alma vừa báo cáo lỗ gần 832 tỷ đồng trong năm 2022, nhiều hơn so với khoản lỗ hơn 701 tỷ đồng trong năm 2021, thời kỳ chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tình hình sức khỏe tài chính của Vịnh Thiên Đường rất u ám. Tới cuối năm 2022, doanh nghiệp này âm vốn chủ sở hữu 1.575 tỷ đồng, cao hơn mức âm hơn 663 tỷ đồng trong năm liền trước. Vịnh Thiên Đường là doanh nghiệp xây dựng và khai thác khu nghỉ dưỡng Alma Resort tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Alma là thương hiệu được Serenity Holding quản lý. Trong khi đó, ông lớn Mỹ Robert Binkes và quỹ Vina Capital niêm yết tại Anh đang sở hữu 100% vốn Serenity Holding. Alma Resort nổi tiếng với mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Doanh nghiệp này từng bán kỳ nghỉ dưỡng trị giá cả trăm triệu đến tỷ đồng. Nhiều khách hàng có thể cùng tham gia sử dụng phòng nghỉ dưỡng dạng căn hộ hoặc biệt thự và có quyền sử dụng không gian nghỉ dưỡng nói trên trong một khoảng thời gian nhất định trên cơ sở lặp lại định kỳ. Không chỉ các thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng quốc tế tại Việt Nam gặp khó, nhiều ông chủ nội địa sở hữu các khu nghỉ dưỡng trong nước cũng lao đao trong vài năm qua. Theo HNX, ông chủ khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lãi Resort, công ty cổ phần Flamingo Holding Group Flamingo, báo lãi trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 82% so với cùng kỳ, xuống 25 tỷ đồng. Trong khi đó nợ phải trả tăng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,91 lần lên 1,99 lần vào thời điểm cuối quý 2 2023, tương ứng nợ phải trả là 4.940 tỷ đồng. Flamingo Holding Group là chủ đầu tư một số dự án nghỉ dưỡng như Flamingo Đại Lãi Vĩnh Phúc, Flamingo Cát Bà Hải Phòng, Flamingo Hải Tiến Thanh Hóa, Flamingo Linh Trường Khu B Hàng Hóa Thanh Hóa. Tương tự, công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, chủ sở hữu resort sang chảnh Six Senses Ninh Vân Bay, báo thất lỗ trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận đạt hơn 7 tỷ đồng, rất khiêm tốn so với quy mô vốn hơn 900 tỷ đồng của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2023 của công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vẫn âm hơn 710 tỷ đồng. Cổ phiếu của Ninh Vân Bay bị đưa vào diện cảnh báo. Trong khi đó, công ty cổ phần Crystal Bay tiếp tục báo lỗ gần 136 tỷ đồng trong nửa đầu năm, bi đát hơn so với mức lỗ trên 17 tỷ đồng cùng kỳ. Crystal Bay có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh miền Trung như Saline Bay, An Bay Park Hotel và Resort Phan Rang, Ninh Thuận, Crystal Marina Bay, Khánh Hòa. Công ty cổ phần đầu tư du lịch Eurovindo Nha Trang cũng lỗ sau thuế gần 124 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Cùng kỳ, doanh nghiệp này lỗ hơn 290 tỷ đồng. Eurovindo Nha Trang là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Radisson Blue Resort Cam Ranh, Movenpick Resort Cam Ranh, 22,3 hectare. Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương và công ty cổ phần Sân Bay Ninh Thuận cũng báo lỗ trong nửa đầu năm 2023. Du lịch Vạn Hương là chủ đầu tư của dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Raren Ocean Đồ Sơn tại Hải Phòng. Còn Sân Bay Ninh Thuận là chủ đầu tư tổ hợp Sân Bay Park Hotel Resort. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.